Ok, đây là hướng dẫn của con Jessica Naps nha. Đầu tiên đó là khi mua phim thì trên mỗi cuộn phim có số, ví dụ như là 400, 100, 200 gì đó. Thì em để hai ngón tay vô đây, em xoay giùm anh cái số ngay chỗ này nè. Ví dụ như 400 thì nó phải về 400. Ok. Tiếp theo thì em sẽ bắt đầu. Đầu tiên là pin của cái máy, nó sẽ sử dụng một cục pin tên là LR44. Pin này mình sẽ đặt ở Shopee hoặc là ghé mấy chỗ đổ phim để mua. Một cục pin này tầm có 2-5 ngàn, mà chụp được khoảng chừng 7-8 cuộn rồi. Ok, thì đầu tiên muốn gắn phim thì kéo cái này xuống, mở buồng ra, đẩy cái này lên và bỏ cái đầu lò ra này, tưởng lên trên như thế này. Sau đó em đóng cái này lại. Rồi, tiếp theo là em kéo cái dây phim ra. Trong đây thì thường nó sẽ có những hạt bụi của cái máy, zin của cái máy không ảnh hưởng đến hình hết, nên là cứ gắn phim và chụp như bình thường thôi. Rồi bỏ cái cuộn phim vô đây giùm anh, bỏ cái cuộn phim kéo ra một xíu, nhét vào trong cái khe ra giùm anh. Rồi. Sau khi em nhét cái khe này xong thì em sẽ lên cần. Rồi. Hay nó cuốn theo được và chính xác rồi nè. Em đóng nắp lại giùm anh. Và sau khi đóng nắp bắt đầu thích gì đó mình lên cứng. Rồi. Mình lên cho nó cứng một lần. Mình có thể bấm chụp một cái. Rồi lên cho nó cứng rồi mình bấm chụp. Thì đối với mấy cái bạn này á, thì khi nào mà đủ sáng các bạn mới cho chụp. Còn chỗ nào mà tối hoặc thiếu sáng thì thường nó sẽ không cho. Rồi kéo cứng xong kiếm chỗ đủ sáng và bấm chụp. Đó. Rồi bây giờ bắt đầu chụp thì em lên cần cứng giùm anh một tấm, lên cần cứng nè. Rồi lên cứng một lần. Rồi lên cứng. Rồi lên cứng. Rồi bắt đầu thích gì bắt đầu chỉnh lấy nét. Nó sẽ có 4 đất tượng trưng cho chân dung, bản thân, nguyên người và phong cảnh. Mình sẽ chọn đất lấy nét xong mình chụp và chụp một tấm. Lên phim cứng, chụp. Đó. Thì đầu tiên anh sẽ giới thiệu con máy này. Nó sẽ có 4 đất lấy nét. Đầu tiên thứ nhất là chân dung, là từ mình nhìn vô khung ngắm mình thấy từ bụng hoặc ngực người ta tới đỉnh đầu là chân dung. Nét thứ hai là bán thân, mình chỉ có thể gọi là zone nằm trong vùng đó. Nên là mình sẽ không thấy rõ ràng những cái này trong cái view ngắm của mình. Ok, nét thứ hai là bán thân. Nét thứ ba là nguyên người và nét cuối cùng là phong cảnh. Mình thấy chủ thể trong view ngắm đang chỉ cái gì thì mình có thể chọn cái đó. Rồi, đây là cái chức năng. Thì đầu tiên cái máy nó sẽ có auto, là auto full. Cái này gọi là cái khẩu tùy chỉnh. Thì nếu em muốn sử dụng những cái này thì thường em phải dùng em phải hiểu về nó một chút. Ví dụ như nếu em muốn chụp mở cái số này nhỏ nhất thì nó sẽ thường dùng ở trong nhà hoặc là ban đêm. Những số này càng lớn thì thường chỉ dùng ở ngoài trời, những chỗ nào nhiều ánh sáng thì sẽ dùng những số này lớn. Bình thường tốt nhất để auto cho dễ dùng. Rồi, cơ bản thì chỉ cần lên phim cho cứng một lần xong bấm cái kịch đó là chụp. Lên phim cho nó cứng một lần. Rồi. Và bấm chụp. Còn chỗ nào tối quá nè, ví dụ như vậy là không cho chụp nè. Đưa cho đủ sáng mới cho chụp nè. Đó. Cơ bản vậy thôi. Rồi. Lên, kéo, cứng. Cứng là bấm chụp. Rồi, nếu lên cứng. Rồi bấm chụp. Lên cứng. 1 2. Đó, lên cứng, chụp. Rồi. Lên cứng, chụp. Bộ đếm của máy nó sẽ nằm ở vị trí này, nó sẽ cho em biết số tấm hình em đã chụp loại nhiêu tấm. Khi em không chụp thì em chỉ cần đóng nắp lên lại là được. Và chụp hết rồi thì cái này nó sẽ cứ ngắt luôn, không kéo được nữa là hết phim. Rồi, phim này, đó. Cái này không kéo được nữa là hết phim. Và lúc đó mình sẽ tua ra, tháo về, mình sẽ nhấn nút dưới đít máy, mở cái này lên và xoay theo chiều mũi tên để nó trả phim về. Đó, mũi tên, xoay theo chiều mũi tên để nó trả phim. Thì nhớ giùm anh, đối với những cái con máy này tuyệt đối khi đang có phim em không được mở buồng phim ra dù bất cứ giá nào. Chụp hết rồi, đem cuộn phim đến chỗ rửa rồi thì mới được quyền mở ra. Ok. Rồi, tua đến khi nào mà thấy nó lỏng, xoay đến khi nó lỏng là xong. Rồi, chúc em sẽ có những shot hình đẹp với những con máy này nha. Tại vì anh có một tay nên thao tác hơi khó. Máy này cũng bền lắm, với lại đừng có làm rớt là được. Để nơi khô thoáng và tránh cấp sen, nơi quá nóng ẩm nha.